Để thu hút nhiều tiền hơn vào trong cuộc sống của bạn giống như một thỏi nam châm thì hãy lưu lại video này và nghe ít nhất 10 lần mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng sau khi thức dậy. Tôi là một thỏi nam châm thu hút sự dồi dào, tài chính và thịnh vượng. Tiền chảy vào cuộc sống của tôi một cách vô cùng dễ dàng và dồi dào. Tôi thu hút những cơ hội tạo ra sự giàu có và thành công trong cuộc sống của tôi. Tôi loại bỏ mọi niềm tin, hạn chế về tiền bạc và nuôi dưỡng những tư duy hỗ trợ cho sự giàu có và dư giả. Tôi xứng đáng để được tự do về tài chính và tôi sử dụng tiền một cách khôn ngoan để tạo ra những tác động tích cực đến với cuộc sống của tôi và của người khác. Tôi biết ơn sự phong phú xung quanh tôi và tôi thu hút sự giàu có trong mọi lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày. Tôi đang càng ngày càng trở nên giàu có hơn, an toàn hơn về mặt tài chính. Hãy nhớ lặp đi lặp lại thường xuyên những lời khẳng định này với một niềm tin và sự chắc chắn để nó có được cái sự ảnh hưởng, tác động tích cực đến với suy nghĩ của bạn và rồi sẽ thu hút đến cho bạn sự dư giả thịnh vượng về tài chính trong cuộc sống của bạn. Hãy lưu video này để thực hành mỗi ngày nhé.